Đây, ok. Thì vừa rồi mình đã học cái cách mà mình sẽ đăng ở trên đâu? Trên trình quản lý quảng cáo rồi, đúng không? Trên trình quản lý quảng cáo thì nó có một cái lợi thế là nó sẽ không hiển thị cái bài đó trên cái fanpage của mình. Dẫn đến là những cái người mà xem được cái bài quảng cáo đấy thì 100% là bài là cái người mình mất tiền. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn là chạy quảng cáo chuyển đổi nhá, chạy quảng cáo chuyển đổi trên cái bài đăng trực tiếp trên cái fanpage thì mình làm như nào. Đầu tiên mình sẽ tải lên này. Ví dụ đây sẽ tải lên một cái hình, một cái video. Được chưa nào? Tải lên một cái video nhá. Sau đó mình tất nhiên phải có thumbnail. Tiêu đề video này, ví dụ hướng dẫn quảng cáo cho người mới. Từ A đến Z. Rồi, sau đó mình ấn thay đổi thumbnail rồi, upload thumbnail lên này. Đấy, cái thumbnail nó có công thức của thumbnail mà. Ok nhá. Đấy thì mình ấn hình thumbnail nó có cái công thức của hình thumbnail mà. Đúng không? Công thức hình thumbnel, sau đó mình ấn lưu lại. Lưu lại. Thì đây là cái phần đầu tiên mình tải cái video lên. Mình thêm hình thumbnail và mình chờ xử lý tiếp theo phần text này. Text mình với những hướng dẫn. Này. Đấy. Mình viết đơn giản thôi. Mình viết cực kỳ đơn giản thôi. Khoảng 3 đến 5 dòng thôi. Đối với cái mặt hàng của em thì cũng vậy thôi. Bởi vì người ta thông thường cái phần text này, với những cái sản phẩm công nghệ, với những cái sản phẩm mà nó thuộc cái dạng đó là cái sản phẩm tiêu dùng hàng ngày thì người ta không đọc đâu. Bởi vì người ta biết đấy là cái gì rồi. Còn những cái sản phẩm nó mang tính chất thông tin ấy, giá trị cao ấy, thì chúng ta mới cần phải viết dài. Em hiểu không ạ? À? Đấy, hướng dẫn quảng cáo chi tiết, hướng dẫn chạy quảng cáo chi tiết chẳng hạn, chi tiết, thêm cái từ chi tiết vào đây cho người mới. Rồi chỗ này biết cái gì ta, hãy theo dõi, không hãy ghi chép và lưu. Thôi lưu, mình bấm từ lưu nó sẽ bị vi phạm chính sách, và thực hành ngay theo hướng dẫn để đạt kết quả bạn mong muốn. Đấy, đây là tiếp theo học nhiều hơn chẳng hạn về quảng cáo tại đây. Thì chỗ này mình phải, khi mình chạy mình muốn làm một cái chuyển đổi thì mình phải có thêm một cái link. Có một cái link. Link thì ở đây mình anh sẽ chia sẻ này, ví dụ đây là một cái link nhá. Link của khóa học. Ví dụ đây là link của khóa học. Thông tin của cái link của khóa học nó tên như này. Đấy thì ở đoạn này này, mình sẽ có một cái gọi em sẽ dùng đó là UTM hoặc là UTM Builder. Đấy, gọi UTM Builder. Sau đó mình vào cái Google Analytics Demo này. Google Analytics Demo này. Đấy, thì mình dán cái link, cái website của mình vào đây này. Sau đó mình đặt, ví dụ đây là Facebook, campaign Facebook, ad, daily, ngày, 10, 25, tháng 11. Cái này đó là HD. HD tức là hướng dẫn đấy. Sau đó cái chỗ này phần 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 này này nó cho mình một cái URL của các thông số như này thì mình ấn rút gọn link. Sau đó mình copy, mình vứt nó vào cái phần này, đăng ký tại đây này. Em hình dung không? Đăng ký tại đây. Thì mình là tại sao mình làm như này? À cái chỗ này đây mình sửa đây, cái chỗ này đó là gì? À chỗ này đó là chỗ này, chỗ phần này mình có thể đặt là không phải HD, chỗ này mình đặt là gì nhỉ? Mô tả. Đây. Mô tả trên content. Đấy, mô tả trên content. Rút gọn link. Thì khi mà khách hàng họ nhìn thấy bài quảng cáo này của mình này, sau đó họ bấm xem thêm này, sau họ bấm vào cái link này này. Thì là sao? Thì là mình sẽ biết được cái nguồn khách hàng có đến từ chỗ nào. Cái chỗ đoạn này là nâng cao hơn tí. Em hình dung không?
Thông thường nó có cái nút mua ngay, ví dụ cái nút thêm ở đây là nút mua ngay, thì khách hàng bấm vào nút thêm thì nó sẽ ra khác, mà khách hàng bấm vào cái nút trên này thì nó sẽ ra khác, thì lúc này mình sẽ biết được là cái hiệu quả quảng cáo nằm ở đâu. Chỗ này nó phần là đo lường và tối ưu ấy. Thì để biết được đo lường và tối ưu thì đây là một trong những cách, thì cái phần này sẽ dạy sau nhé, nhưng hôm nay demo trước. Đấy thì chú ý đoạn này. Và khi mình chạy quảng cáo chuyển đổi trên bài viết có sẵn trên fanpage thì bắt buộc nó phải có cái link ở đây. Thế thôi. Sau đó mình ấn đăng. Đăng sau Được. đó mình sẽ chờ. Nha, sau đó mình sẽ chờ xử lý. Rồi, cái của em xong chưa nào? Cái của em duyệt xong chưa? Sau khi mà chờ xử lý nó, chờ xử lý nó xong rồi, sau đó mình sẽ sang bên này. Đây mình sẽ lên một cái campaign. Nha, đây là cái phần bây giờ mình sẽ tạo chiến dịch này. Tạo. Chọn sale, chọn doanh số đúng không? Tiếp tục. Chiến dịch thủ công. Tiếp tục. Đấy, ví dụ như đây là một chiến dịch, tên chiến dịch thì cái chiến dịch này có tên là hướng dẫn. Hướng dẫn quảng cáo thôi. Tiếp theo, sang phần nhóm. Đặt đối tượng này, ví dụ này. Người làm kinh doanh 25 đến 34 tuổi ở Việt Nam. Được chưa? Đây là đối tượng ấy, tên nhóm quảng cáo mình đặt đối tượng như này. Thì mình kéo xuống. Mục tiêu hiệu quả tối đa hóa lượt chuyển đổi, hoặc có thể mình tối đa hóa giá trị chuyển đổi, hoặc là tối đa hóa lượt xem trang đích, lượt click, vân vân và vân vân, tùy vào cái mục tiêu của mình. Lượt click và trang đích nghĩa là sao? Tức là người ta bấm vào người ta xem cái trang đích của mình ấy. Nhưng mà thông thường chạy chuyển đổi thì chúng ta sẽ chọn là tối đa hóa lượt chuyển đổi. Tập dữ liệu thì mình chọn là AC1 đi. Chọn sự kiện thì chỗ này nó sẽ là hoàn tất đăng ký đi. Kéo xuống. Kéo xuống tiếp. Ngân sách thì tùy mình đặt bao nhiêu thì đặt nhé. Ví dụ đặt 400. Đặt 400 đi. Đây. Chỗ này thì mình sẽ để là Việt Nam này. Tức là đối tượng của mình làm thế nào thì mình sẽ... Cái đối tượng khách hàng của mình là chỗ nào thì mình sẽ target đúng thế Việt Nam này. Tiếp theo này. Tối thiểu 25 tuổi này. Sau đó là phần đối tượng Advantage này. Chọn gợi ý này. 34 đúng không? 25, 34 Việt Nam. Giới tính full. Thế còn kinh doanh là như thế nào? Kinh doanh này nó chính là nghề nghiệp. Thì những người làm kinh doanh nó có cái hành vi. Đây này, có những cái hành vi, có cái nhân khẩu học, có sở thích, có hành vi như thế nào thì mình bấm vào đây. Ví dụ những người làm kinh doanh thì có học vấn đại học trở lên chẳng hạn. Hoặc là năm tốt nghiệp chẳng hạn. Đấy, bằng cao đẳng. Thôi mình chọn bằng cao đẳng, bằng chuyên môn đi. Trường đại học nào đó. Bằng cao đẳng, bằng cấp chuyên môn, thôi thêm thạc sĩ đi, tiến sĩ thì chắc họ không cần đến mình, đúng không nào? Đang học cao học, đang học trung học, đấy. Cái này bỏ qua. Đấy, ngành học cũng tương tự như vậy, em có thể tìm ngành học vào đây. Ngành học ở đây ví dụ như là quản trị kinh doanh, không có luôn. Marketing. Thì đây là cái gì đây? Đây là cái mình tự tư duy, mình tự hướng đến cái đối tượng khách hàng của mình thôi, đúng không nào? Tất nhiên có những người không học, người ta vẫn kinh doanh, không có bằng cấp gì người ta vẫn kinh doanh, không sao cả. Nhưng mà mình phải xác định được cái đối tượng. Tại sao mình lại xác định cái đối tượng như thế? Là bởi vì là những người mà có cái bằng đại học hoặc đã đi học, họ có tư duy, có mindset hơn là những cái người mà chưa đi học bao giờ. Em hiểu không nào? Đó, cho nên là mình không thể nào có thể bán hàng, không thể nào có thể phục vụ cho tất cả mọi người được. Thì vậy nên là cái nguồn lực của mình nó có hạn chế, cho nên là mình cần phải xác định ra cái đối tượng nào là đối tượng mình phục vụ tốt nhất. Đó, tương tự như thế. Sở thích thì thông thường anh sẽ bỏ qua, mà anh sẽ quan tâm đến hành vi nhiều hơn. Đấy, hành vi ví dụ như hành vi mua hàng này, người mua hàng đã tương tác vân vân và vân vân, người dùng thiết bị di động, kết nối mạng thì kết nối mạng ở đây sẽ là điện thoại thông minh thôi. Hệ điều hành Apple và Android.
không dùng Windows Phone nhá. Tất nhiên ở bên Mỹ thì Windows Phone là một cái thứ người ta cũng dùng nhiều. Hoặc đây này, các bố thường bảo là khách hàng cao cấp ấy, làm sao phải target là đối tượng khách hàng cao cấp ấy. Đây này, BlackBerry mới là đối tượng khách hàng cao cấp. Người giàu người ta sẽ dùng BlackBerry nhiều hơn so với việc là dùng Apple đấy. Còn người dùng điện thoại Apple bây giờ thì ai chả dùng được, đúng không? Còn cái của em, Apple thì loại Apple nào, thiết bị Apple nào sẽ sử dụng được cái sản phẩm của em. Nhớ bài học hôm trước không? Tương tự như vậy. Ví dụ như ở đây thì anh sẽ chọn đối tượng khách hàng của mình nha. À, XS Max này. XS này. XR này. 8. Thì cái này nó chưa cập nhật được. Chưa cập nhật đủ. Chưa cập nhật đủ. Thôi bỏ qua. Thôi, còn là cái thế thôi. Tiếp theo xuống bên dưới này. Samsung đi. Galaxy Tab thì không phải rồi. Grand. Cái này nó cũng không cập nhật nhiều. Không không quá nhiều. Nhưng mà hàng từ S8 trở lên là được rồi này. S8, S9, S9 cộng. Bây giờ nó lên S24, S23 rồi Galaxy Tab thì... vân vân và vân vân. Đấy. Nói chung là rất nhiều. Thì đấy là về phần hành vi nhé. Hành vi này còn rất nhiều các hành vi khác. Rất nhiều các hành vi khác. Đấy. Thiết bị di động. Thì trên 25 tháng trở lên. Bởi vì những người kinh doanh người ta không đổi điện thoại nhiều đâu. Tiếp tục phân loại hành vi người dùng. Cái này có này. Cái này ở bên Mỹ của em, tất cả những cái target về hành vi, tất cả những cái target về sở thích, tất cả những target về nhân khẩu học, tất cả target về thu nhập. Riêng em đang chạy bên Mỹ thì nó rất là hiệu quả. Nó hiệu quả hơn nhiều so với Việt Nam bởi vì nó khớp. Cái dữ liệu này được là các cái dữ liệu này được thống kê bên Mỹ nhiều hơn. Tất nhiên nó sẽ lấy toàn cầu nhưng mà nó sẽ lấy Mỹ làm chuẩn. Cho nên là những cái này khi mà mình chạy thị trường bên đấy thì target là một thứ mà mình cần phải quan tâm nhiều hơn so với các thị trường khác. Được chưa nào? Tiếp theo đến cái vị trí quảng cáo thì anh thông thường chạy chuyển đổi anh sẽ chạy để tất cả các vị trí đây. Chạy phủ hết. Rồi, sang đây bấm vào quảng cáo này. Đây là bài hướng dẫn chạy quảng cáo A đến Z. Lưu bi. Đấy, mình đặt như vậy để mình hiểu. Tiếp theo, mình sẽ chọn cái trang của mình. Chọn cái trang của mình. Rồi, kéo xuống. Thì lúc này mình sẽ chọn là cái phần thiết lập quảng cáo này, mình chọn vào cái phần sử dụng bài viết có sẵn của mình. Đấy, sau đó mình sẽ chọn cái bài. Chọn cái bài mình vừa đăng. Nhưng tất nhiên là hình như nó chưa lên. Nó chưa lên thì mình phải phải chờ thôi. Đây, lên rồi này. Bấm vào. Tiếp tục. Đấy, thì nó hiển thị như này này. Nhìn thấy không? Nó hiển thị như này này. Hiển thị như này này. Nút kêu gọi hành động này. Tìm hiểu thêm. Rồi để tìm hiểu thêm đi. URL. Thì chỗ này này. URL đấy nhá. Mình sẽ quay lại này. Quay lại. Rồi. Oh. Đây. Quay lại cái campaign này. Đấy. Thì chỗ campaign Facebook. Cái chỗ này mình sẽ đặt là lút. Mình sẽ đặt là lút. Tức là người ta bấm vào cái nút tìm hiểu thêm. Em hiểu không? Tìm hiểu thêm thì nó sẽ ra. Hoặc không cần, mình sẽ cái đoạn này thì mình cũng không cần, mình để nguyên thế này thôi, để nguyên chỗ này, mình dán nó vào đây, ông cập nhật xuống, ông mình kéo xuống dưới này, kéo xuống dưới nhá, kéo xuống dưới cái chỗ này này, thông số URL thì chỗ này mình để cái chữ lút, đầu tiên là lút, cái thứ hai là nhóm, tên nhóm nhóm một, đây là nhóm một tức là nhóm này. Sau đó mình nhập gọn là B1 tức là bài 1. Bài 1 tức là cái bài này. Trong trường hợp mình có nhiều bài. Em hiểu không? Trong trường hợp mình có nhiều bài. Đấy giả đây coi như xong một bài nhá, giả sử anh thêm bài nữa đi. Bài mình sao chép nhanh ra một cái bài nữa. Đấy, ví dụ đây này. Cái chỗ này mình gọi là bài 2 nhá. Bài 2. Bài 2, cái chỗ này là livestream đi. Livestream. Bài 2 thì chỗ này đây sẽ làm đúng này, chọn bài khác này, chọn mấy cái bài khác, chọn cái bài khác, cái bài livestream hôm qua. Ừ. Đây đây là cái bài livestream hôm qua này. Đấy,
được không nào? Kéo xuống dưới chỗ này, tại vì mình để cái nút gửi tin nhắn rồi, thôi chọn bài khác, chọn bài khác, chạy đúng chuyển đổi đi. Đây, ví dụ cách chạy quảng cáo livestream mới nhất này. Đây, ok chưa? Cách chạy quảng cáo livestream mới nhất. Kéo xuống dưới, thêm nút. Dán nó vào, cập nhật. Kéo xuống dưới. Thì chỗ này mình sẽ đặt là nhóm 1. Đây, cái này là nhóm 1 nhé. Thì chỗ này mình đặt là bài 2. Đó, thì khi mà mình chạy data nó về thì mình biết chính xác cái bài nào nó tăng ra kết quả, em hiểu không? Hình dung nào. Rồi tương tự, tất nhiên mình phải thay thumbnail rồi, chứ mình không để được cái thumbnail thế này. Đây, hình thu nhỏ. Tất nhiên cái hình thu nhỏ này cũng ok, nó hiển thị rõ. Mình tải lên livestream. Anh có thể chậm, anh thể chậm chậm em, tại nó đang lát á, em chưa thấy được nữa. Bác à, ok, cái này có video quay lại cho em. Dạ. Rồi, chọn cái thumbnail. Hôm nay mạng nó đang chuyển kẹp đấy. Thì mình phải tải lên thumbnail. Nguyên tắc là luôn luôn phải có thumbnail nhé. Được chưa? Nguyên tắc như thế thôi. Nhớ những cái phần đấy. Tất cả cái này cho có trong cái phần video khoa học có sẵn rồi mà. Đấy, nhưng mà cái hình thumbnail này thì nó đang hiển thị rất là xấu đúng không nào? Đang hiển thị xấu. Có nhìn thấy không? Dạ, em thấy rồi. Rồi, thế thì mình làm gì? Mình phải cắt thôi. Hình thu nhỏ mình, cái chỗ này mình phải gì, tức là mình phải 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 tạo lại cái hình thumbnail khác. Nhớ tạo lại cái hình thumbnail khác. Bỏ qua, thôi bỏ qua. Tức là nó có các cái vị trí, các cái vị trí thì nó sẽ có các cái kích thước khác nhau. Các kích thước khác nhau thì mình phải tạo các cái hình thumbnail khác nhau. À, thôi mình tắt đi, mình để nguyên này. Đó, sau đó mình ấn đóng lại. Được chưa? Ví dụ có hai bài tiếp theo này. Như vừa, sau đó mình ấn sao chép. Ví dụ mình sao chép thêm hai nhóm nữa đi. Là mỗi nhóm 400. Thì ở đây này, cái chỗ này bấm vào đây. Mình chỗ này mình sẽ để là N2, tức là nhóm 2, được không? Nhóm 2 ở cái phần tên nhóm quảng cáo. Sau đó mình sang cái phần quảng cáo này, mình vẫn làm tương tự như thế. Chắc chắn là bài nó chuẩn rồi, bởi vì cái bài đấy là bài mình đã đăng ở trên cái fanpage của mình, cho nên nó không tạo được bài khác, nó không tạo bài mới, mà nó vẫn là bài đấy. Nhưng mà mình kéo xuống này, cái phần thông số URL này, ví dụ thì chỗ này mình sẽ chuyển thành nhóm 2. Nhóm 2 bài 1. Cái này nó sẽ thành nhóm 2 bài 2. Ok chưa? Tiếp tục sang cái nhóm 3. Đấy, mình sẽ sửa. Thì cái này nó có cái tác dụng gì không? Nó chỉ có tác dụng cho những người có đo lường thôi. Cho những người có làm đo lường. Còn những người mà không biết đo lường, không làm đo lường thì không bao giờ thấy được cái sự hiệu quả của cái những cái việc nó rất là đơn giản này. Hình dung không? Sẽ không thấy được sự hiệu quả. Ok chưa nào? Đó, sau khi mình tạo ba nhóm đúng công thức, đúng cách làm rồi mình ấn xem lại và đăng. Đăng. Đó, thì đấy là cách chạy quảng cáo chuyển đổi khi chúng ta có cái bài viết trực tiếp ở trên fanpage. Nó khác với việc là chúng ta sẽ chạy trên trình quản lý quảng cáo, xét cái bài trên trình quản lý quảng cáo thì chúng ta sẽ làm những cái cách khác nhau. Chúc mừng bạn vừa đã xem hết video hướng dẫn và chia sẻ của Lê Bá Tùng. Nếu như bạn thấy video này hay và có ích cho bạn, hãy cho mình một đăng ký kênh để ủng hộ. Bấm nút chuông bên cạnh để khi mình ra những video mới nhất, bạn có thể nhận được ngay. Hoặc bạn có thể xem thêm các cái video tương tự liên quan đến phần nội dung này ở trên khung của màn hình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video chia sẻ tiếp theo. Bye bye.